Mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin trong nước của bản tin ngày hôm nay. Cứ gần đến rằm tháng 8 thì các quầy bánh trung thu rực rỡ thường mọc lên khắp các vỉa hè tại nhiều trung tâm đô thị của cả nước. Tuy nhiên năm nay thì Hà Nội sẽ không cấp phép cho hình thức kinh doanh này. Nhằm đảm bảo văn minh đô thị, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết sẽ không cấp phép cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh nào bán bánh trung thu trên vỉa hè thuộc các tuyến phố chính mà sở này quản lý. Điều này cũng nhằm đảm bảo bộ mặt khang trang, trật tự cho thủ đô khi năm 2015 là thời điểm có rất nhiều hoạt động ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Song song đó, Sở Công Thương Hà Nội cũng đã có văn bản đề nghị Ủy ban thành phố xem xét không cấp phép cho doanh nghiệp bán bánh trung thu trên vỉa hè nhằm đảm bảo an toàn giao thông cũng như công bằng với các đơn vị kinh doanh thương mại có vị trí cố định trên địa bàn. Cho đến thời điểm hiện tại, trên một số tuyến đường chính tại Hà Nội như Xuân Thủy, Cầu Giấy, Láng Hạ, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Trãi đã vắng bóng quầy bánh trung thu vỉa hè so với mọi năm. Nếu có, cũng là những quầy trong các khu vực được thuê mặt bằng chứ không nằm trên vỉa hè. Nhân chuyến thăm của Cục Xúc tiến xuất khẩu và đoàn 10 doanh nghiệp Philippines, sáng ngày hôm nay thì Cục Xúc tiến thương mại thuộc Bộ Công Thương Việt Nam đã tổ chức buổi hội thảo giao thương doanh nghiệp hai nước tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây thì nhiều doanh nghiệp Philippines cho biết là đang tìm đối tác để đưa hàng vào Việt Nam. Trả lời phỏng vấn của báo chí, ông Sam Christopher Lim, chủ tịch tập đoàn mua bán nhượng quyền Philippines cho biết, ông đang đặt nhiều kỳ vọng vào thị trường nhượng quyền tại Việt Nam. The franchise market in Vietnam is still quite young. Thị trường nhượng quyền tại Việt Nam vẫn còn rất non trẻ, nhưng chúng tôi nhìn thấy rất nhiều cơ hội. Và tôi thấy nhượng quyền ở đây bắt đầu tăng trưởng và còn tiếp tục tăng trưởng nhanh. Có nhiều thương hiệu nước ngoài muốn đến Việt Nam, và tôi nghĩ cách tốt nhất với họ là tìm kiếm những doanh nghiệp địa phương, những người có thể giúp họ hiểu hơn về thị hiếu và văn hóa của người Việt Nam. Tương tự, bà Carmelita Domoden, Phó Chủ tịch Tập đoàn Thương mại Quốc tế Philippines cũng cho biết, tập đoàn bà cũng đang có kế hoạch tìm kiếm đối tác nhập khẩu từ Việt Nam. Chúng tôi hy vọng có cơ hội gặp gỡ trực tiếp với từng doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội. Chúng tôi có thể sẽ hợp tác với một nhà nhập khẩu để nhập khẩu hàng hóa từ Philippines vào thị trường Việt Nam. Ngoài ra, đi theo Cục Xúc tiến xuất khẩu Philippines lần này, còn có 8 doanh nghiệp khác trong nhiều lĩnh vực như thực phẩm, đóng gói, sản phẩm chăm sóc cá nhân. Đoàn sẽ lưu lại Việt Nam trong khoảng thời gian từ 17 đến 20 tháng 8 để gặp gỡ trực tiếp với các doanh nghiệp Việt Nam, cũng như tìm hiểu về các cơ hội kinh doanh tại đây. Theo số liệu của Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam, giao thương giữa Việt Nam và Philippines đang nghiêng về phía Việt Nam. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hai chiều giữa hai nước trong năm 2014 đạt gần 3 tỷ đô la Mỹ, thì có đến 2,3 tỷ đô la là giá trị xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Philippines. Trong đó, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là thủy hải sản, nông sản, thực phẩm. Sẽ dùng mọi nguồn lực xã hội để hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân. Thông điệp này được tái khẳng định nhiều lần tại diễn đàn kinh doanh năm 2015 do tạp chí Forbes Việt Nam tổ chức chiều qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Những trao đổi thẳng thắn từ đại diện giới doanh nghiệp ở đây đã nhận được hồi đáp khá rõ ràng từ chính phủ. Ngay sau đây sẽ là những ghi nhận của phóng viên của chúng tôi. Theo thống kê được người đại diện chính phủ đưa ra tại diễn đàn kinh doanh năm 2015 do Forbes Việt Nam tổ chức, cả nước hiện có khoảng 500.000 doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, theo nhận định của ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, khu vực doanh nghiệp tư nhân dù đã lớn mạnh những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp trong đó được thế giới biết đến, nhưng đáng tiếc cũng có không ít các doanh nghiệp mang tính chất thân hữu và kinh doanh dựa vào mối quan hệ. Đa phần cũng chỉ đầu tư nhiều vào lĩnh vực tài chính ngân hàng, khai thác tài nguyên thiên nhiên và xây dựng bất động sản, hay gần đây là đầu tư vào nông nghiệp. Chỉ một phần nhỏ doanh nghiệp tư nhân rót vốn cho công nghiệp. Trước các nhận định này, người được mệnh danh là vua tôm Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Thủy sản Minh Phú cho rằng mọi thứ đều có lý do khách quan. Dù Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới, nhưng cơ hội có được môi trường kinh doanh thuận lợi là không đồng đều cho tất cả các loại hình doanh nghiệp. Giá Việt Nam thì không phải giá. Tất cả cái gì cũng cao, điện cao, nước cao, cái gì cũng lên cao. Nuôi tôm bây giờ phải lắm phí tài nguyên môi trường, dùng nước rất là cao. Thức ăn thì cũng lên rất là cao, cái gì cao thì phải làm gì? Đấy là cái mà bây giờ chúng tôi là 16-17 ngàn công nhân không giải quyết được. Thế là chỉ cần bây giờ trả lương công nhân là cỡ là 5 triệu một tháng, 5,5 triệu là họ bỏ đi hết, không còn người này. Những cái thách thức về những việc vừa và nhỏ Việt Nam đang phải chịu đựng ngày hôm nay, chúng ta đã nghe nói rất nhiều, tiếp tục như vậy. Thứ nhất là chi phí vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chúng ta không tiếp cận được vốn rồi, khi tiếp cận được thì chi phí vốn nó luôn cao lên.
lắng nghe các phản hồi của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã khẳng định cam kết của chính phủ về việc kiên trì mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, cải cách thủ tục hành chính, thuế, hải quan, cấp phép đầu tư, tái cơ cấu đầu tư công và doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là tạo môi trường kinh doanh ổn định và công bằng cho mọi loại hình doanh nghiệp, kể cả trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động ảnh hưởng đến Việt Nam. Gần đây thì Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ cũng đã có tác động đến thế giới, tác động đến Việt Nam. Đặc biệt là trong đó cũng có nhiều những người, những nhà doanh nghiệp, những nhà đầu tư cũng có những cái tâm tư vui, buồn, lo lắng. Nhưng mà chúng tôi cam kết là giữ cái kinh tế vĩ mô của Việt Nam một cách ổn định bằng các giải pháp. Và chúng tôi khẳng định với các bạn rằng Việt Nam hiện nay cũng có đầy đủ khả năng, đầy đủ điều kiện, đầy đủ nguồn lực để triển khai thực hiện thành công cái việc đó. Một điểm khác là bất lợi của doanh nghiệp tư nhân được đại diện VCCI chỉ ra cho thấy, hiện khu vực này hầu như không hề kết nối với khu vực doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI. Đặc biệt, doanh nghiệp tư nhân gần như không thể chen chân vào chuỗi giá trị của khu vực FDI, nơi được xem là có tốc độ phát triển tốt, có trình độ công nghệ và quản trị vượt trội. Về khu vực FDI thì mặc dù chúng ta có nhiều thương hiệu hàng đầu của thế giới đã đầu tư Việt Nam và đã sản xuất ra nhiều sản phẩm ở phân khúc chất lượng cao và xuất khẩu ra thị trường thế giới, nhưng mà khu vực FDI đã không kết nối được vào cái khu vực kinh tế nội địa của Việt Nam, không bám dễ sâu được vào nền kinh tế Việt Nam. Hiện nay thì chúng ta biết là trong xuất khẩu của chúng ta được cải thiện rất là mạnh mẽ, nhưng mà 70% xuất khẩu là thuộc về khu vực FDI, và đối với nhiều các sản phẩm xuất khẩu thì đến 90%, thậm chí trên 90% cái nguyên liệu dùng để sản xuất hàng xuất khẩu là nhập khẩu. Cho nên giá trị gia tăng của khu vực này tạo ra cho cái nền kinh tế trong nước ít, và cái hiệu quả, cái lan tỏa về công nghệ, quản trị không nhiều. Nhận thấy đã đến lúc cần tăng cường hơn nữa sự hỗ trợ cho doanh nghiệp tư nhân, mới đây chính phủ đã chủ trương xây dựng luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó đề cập đến nhiều nội dung như đơn giản hóa thủ tục hành chính trong mọi lĩnh vực, định hướng cho việc hình thành các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ như quỹ đầu tư mạo hiểm hay quỹ hỗ trợ khoa học công nghệ. Bây giờ cái luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thì đang giao cho Bộ Kế hoạch Đầu tư là cơ quan chủ trì, và chúng tôi đang cùng với Bộ Kế hoạch Đầu tư để tham gia cái quá trình soạn thảo. Ở trong quá trình này, VCCI và các hiệp hội không chỉ tham gia vào cái khâu cuối cùng mà chúng tôi tham gia ngay vào khâu để xây dựng ý tưởng, xây dựng chính sách, xong đó là thiết kế cái luật. Và theo cái quy định về cái văn bản pháp luật của Quốc hội hiện nay, theo quy định của luật ban hành văn bản pháp luật, thì không phải chỉ luật này mà tất cả các luật khác liên quan đến môi trường kinh doanh, liên quan đến doanh nghiệp thì phải đều lấy ý kiến của doanh nghiệp thông qua VCCI. Tôi rất là hy vọng là cái luật này sẽ được xây dựng sớm để có thể trình ra Quốc hội trong 1-2 năm tới. Còn trước mắt, theo VCCI, trong khi chờ đợi dự luật trở thành hiện thực và triển khai thực hiện, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần được chính phủ ra chương trình hỗ trợ riêng, ví dụ như chương trình tiếp cận tín dụng. Bởi những mô hình như quỹ bảo lãnh doanh nghiệp vừa và nhỏ, quỹ tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ, dù đã ra đời từ nhiều năm qua, nhưng vẫn chưa được đầu tư nguồn lực xứng đáng để có thể đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ khối doanh nghiệp này. Hiện tại, theo thống kê của VCCI, 96% doanh nghiệp Việt Nam có quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Tuy nhiên, thông tin được Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đưa ra cho thấy, năm nay kinh tế tư nhân có thể sẽ đóng góp đến 30% cho ngân sách nhà nước và chiếm khoảng 40% GDP. Thưa quý vị, sắc xanh đã quay trở lại trên cả hai sàn chứng khoán trong phiên dịch ngày 18 tháng 8 ngày hôm nay. Nhóm cổ phiếu ngân hàng đã góp phần chủ chốt đẩy cho VN Index lên mốc 580 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản toàn thị trường vẫn duy trì ở mức thấp. Sau phiên giảm điểm mạnh liền trước, chỉ số VN Index đã khởi động tích cực ngay từ thời điểm đầu phiên hôm nay. Sắc xanh trở lại với các cổ phiếu chủ chốt như Masan, VCB của Vietcombank và BVH của Bảo Việt đã giúp cho thị trường hồi phục. Tuy nhiên, thanh khoản toàn sàn vẫn duy trì ở mức thấp do tâm lý thận trọng cao độ của nhà đầu tư. Bước sang phiên chiều, đà tiếp tục vững chắc với xu thế tăng chiếm áp đảo. Nếu như cổ phiếu ngân hàng khiến chỉ số HOSE giảm mạnh trong phiên hôm qua, thì đến phiên này đây chính là nhóm ngành góp phần đẩy VN Index trở lại mốc 580 điểm. Mặc dù hoạt động giao dịch còn khá trầm lắng, nhưng sắc xanh trên sàn đã giúp tâm lý nhà đầu tư tích cực hơn. Chốt phiên, VN Index tăng hơn 7 điểm đạt 580,22 điểm, thanh khoản chỉ hơn 1.700 tỷ đồng ứng với gần 94 triệu đơn vị. Tại sàn Hà Nội, sắc xanh cũng đã trở lại với chỉ số HNX Index, số mã tăng chiếm ưu thế so với số mã giảm giá. Tuy nhiên, giao dịch trên sàn ở mức khá thấp cho thấy nhà đầu tư vẫn chưa vội thực hiện giải ngân vào thị trường.
khép phiên HNX Index tăng 0,8% lên mốc 79,6 điểm, khối lượng giao dịch hơn 40 triệu đơn vị, tương đương gần 480 tỷ đồng. Vậy tiếp sau đây sẽ là phần thông tin về thị trường châu Á. Chính quyền Thái Lan nhận định vụ đánh bom tại Bangkok là cuộc tấn công nhằm vào kinh tế. Cập nhật những diễn biến mới nhất về chiếc máy bay Indonesia gặp nạn.